Kim Bang vẫn còn một số cái cây khá hay, cây cũ thôi nhưng khá hay. Đây là cây gì nhỉ? Nay anh lại có cái cây gì đây lạ thế? Đây cái mai lan em. À mất mai lan. Cây này gốc vệ hay quá nhỉ. Cái này báo giá bao tiền này? Cây này 5,5 triệu. 5,5 triệu. Đấy, cái mai cổ mà. Dành cho người biết chơi, biết thưởng thức. Biết chơi. Cái này có ra cho nó ra nhiều lá được không? Hay là cứ thế này thôi? Anh cứ chăm tốt thì nó ra nhiều. Cái này mà ôm đá thì cho ôm được không? Ôm tốt. Quá tốt. Ôm tốt. Thế vừa mà gặp đá âm thủy mà đây, cho cái nước. Phía trước của mày vẫn cái này còn gì nữa? Phía trước lấy của mày cái mà cho nước vào nó lên làm âm. Đây là ta có cái hòn đá thường thủy này ta chụp ảnh. Anh cho cái này vào. Chuyên môn xem kênh của Tuyền này. Trước ngày xem phan ruột phải đêm có khi nó phải nó nghiện đấy. Xem nó quá nghiện đấy. Anh đồng em phan ruột. Xem nó nghiện đấy. Không đi mua thì cũng xem. Đấy, nhưng mà em kết bạn với cậu có thể kết bạn. À kết bạn ở đâu bác? Facebook à? Tên là gì? Lê Bang, anh Lê Bang. Chắc không để ý. Tí xem lại. YouTube thôi. Đây có cái đá thường thủy này. À có kết bạn à? Đây này, cảnh hoa này cây. Bác biết ở Facebook chưa? Đây có cái hòn đá này để nha. Đấy. Vào luôn. Đấy thì ta muốn để ghép cái này vào. Vào con này đẹp luôn. Biết rồi, biết rồi. Mai Lan các bác nhé. Bác nào có hiểu về dòng cây này không? Đây ta phải là ghép thôi. 200 là đắt thì tao nói mày. Đây nó bỏ vào đây. Đắt thì mang đi em buông. Rất nhiều để đá. Rất nhiều bộ đầy ôm đá. Mới nhìn cái sân nhà ta hoa như vậy. Rồi cộng thêm 300 nữa có bán không? Cả đá. Cái đá. Bán không? Bán đây. Đấy, cây của bác Lê Bang ra cơ bản là những cây này tôi đã quay rồi. Thì tôi sẽ đây, lách ra đây để lấy cái số của bác. Bác đang tiếp khách các bác nhé. Lê Bang. Có phải số này không? Bác biết tên là Bang cơ. Nhưng cứ thử gọi cái số ô tô này của bác. Hoặc là vui lòng xem lại cái video ngày trước đọc khá là nhiều lần số của bác Lê Bang. Xuất cái video đầu tên là bác, cây của bác Lê Bang. Cây rành rành này hay chuyên toàn bộ là nước thôi. Nước hết. Đấy. Cây này của anh Vang, cây này là bao nhiêu? Còn đây 3,5 triệu em ạ. 3,5 triệu. Anh lại đọc lại cái số của anh. Của anh 0912 0912 386 386 366 366. Đấy. Tên cái tên là gì nhỉ? Tên Bang. À, Bang à? Cái Bang. Bang 19 cộng. Bang 19 cộng. Đệ tử là 19 túi. Em Bang 19 tuổi. 19 tuổi cộng. Cái này bao nhiêu anh? Cái này 22 triệu. Đấy, có cái quả đỏ này. Đó. Bẹ lâu lắm rồi, mấy chục năm. Hay quá. Như xanh quê. Mất nét. Như xanh quá. Si thì nó cũng lên. Nhưng mà con này nó không có là ấy nhỉ. 22 triệu. Úi giời, à cái con sung hay đấy. Bao tiền đấy bác? Con sung này 800. 800. Đấy. Giá bình dân hoặc hộ. Giá quá bình dân các bác nên chơi đấy, có quả. Cái này là đúng số quả. Nhưng mà cắt quỳ thế này thì thay chậu cái khác quả ngay. Cái hồng hồng mai bao nhiêu à mà bác? Cái hồng hồng mai cơ. Ừ. Cái đấy 1 triệu anh. Đó. Đây là nhà mày bán tiền cái cây đi này ta nhìn. Mê lắm. Đây, cái cây này. Mê cả người lẫn cây. Anh Dũng ơi. Đẹp quá. Liên hệ đi để bốc về đi. Chợ cây okay, con đang nộp học đại học đây. Đấy, chợ bí lắm đấy. Chợ chiếc nó sôi động đi. Cây cối nó lên đi.
anh em cứ mọc cả thoải mái đi. Đấy. Cứ gọi Lê Bang để ép giá đi. Cần tiền ép giá thoải mái đi. Đấy, ép đi. Đây cứu chủ. Đây. Đơn. Mẫu đơn á. Mẫu đơn đây là chủ. Mẫu đơn vàng ạ. Gốc đẹp nhỉ. Đơn vàng đấy. Đấy. Đang cần tiền đóng học cho con. Gọi ép giá đi. Đây nghe. Vừa cắt đi một lượt bên trên. Trước nó tốt này. Vừa cắt một lượt. Con này lâu lắm. Mấy chục năm. Không rồi. Con này thì đẹp, nó làm cái này tuần. Nổ à? Xem nổ cái gì đấy? Anh đang ở chỗ nào đấy? Tại chỗ này đông thế. Tại chỗ đấy nó trống. Chắc có cây hay. Ông nổ vậy, góc thi rồi. Nổ. Vụ nổ lớn đây. Ông làm luôn à? À, ông chết chết. Ai? Nổ to đấy. Đấy, thi triển công lực luôn. Đấy, đang loay hoay ông vào để ông này. Đây đừng bấm, đây là đi ra sau. Đấy. Cái con kia đi rồi. Con nào? Đi xa nó nhưng mà chưa thấy hồi âm. Cây gì? Cây gì nhỉ? Ôi giời, tí anh em ra uống nước mà kia. Uống nước. Qua. Cây con mày, con là cây gì nhỉ? Cái nhiều đầu mà si đấy. À. Chứ có ông cứ hỏi đấy. Nhiều đầu đấy giao quả, lưu quả bác chủ thấy mình. Đúng rồi. Con nhỏ trước em vỗ đây chồng biết, biết. Bình Dương đây là đi vào thằng Bình Dương. Bình Dương nó trước thôi em. À Bình Dương gì? Bình Dương cho bác sĩ nha khoa đúng không? Anh như này anh gì? Gì nhỉ? Quên tên. Ông ấy người gốc Hải Phòng. Đúng. Bác sĩ nha khoa Bình Dương. Nhà có cái viện nha khoa to lắm. À. rất thích nhài tùng nhỏ để con xanh quê nhỏ đấy. Đấy ông thích nhỏ ông để bàn uống nước của chỗ nha khoa đấy, đúng Bình Dương rồi, miền Bắc sáng nào cũng cà phê rồi để một cốc cà phê với một cái cây bất kỳ ở đây ngắm đấy. Đấy, sáng nay bắt sớm này lên đường sớm để giao lưu thôi công nghiệp. Hay quá. Nhà gọi hay quá. Thế con cây Hải Châu này vào bao tiền nhỉ? Hải Châu là 7 triệu. 7 triệu. Đẹp đấy nhỉ. Tư duy nó vào cái chậu vuông 40 60. Nắm quả. Còn. Con này đề là 100 nó chỉ sai nổ lại số cái nhỉ. Đúng không? 097. 097. 515. 515. 6620. Ờ 6620. Vâng, vâng. Các bác nào mà xem quên chưa lưu hoặc là mới xem thì lưu lại. Nào kia nó quay đây vụ giao dịch lớn nhất ở chợ này 200.000. À thế ạ. Buổi này lắm giao dịch thế. Giao dịch lớn nhất ở chợ này. Quá nhiều giao dịch. Quay vụ giao dịch lớn. Để tí nữa quay lại đây quay cho kỹ. Người này giả tiền, người này bắt tiền, bắt tay cơ. Anh dùng bắt tay cơ. Kinh đấy. Hôm nay xem YouTube của Thiên này. Anh cứ xem cái N... gì? 2T nhỉ? Đúng. Em xem nghiện. Rồi. 200.000. Đây. Hay quá. Cảm ơn nhá. Rồi. Cảm ơn YouTube. Chúc các bác vui vẻ, nhiều cây đẹp. Hay. Đi chợ nó vui ở cái chỗ đấy các bác nhá. Còn cây cối thì nó là chuyện khác. Cây cối thì 100.000 cũng có người thích, mà 1 tỷ hay nhiều tỷ cũng có người thích. Rất nhiều đối tượng chơi. Còn bác ở đây thì bác cái hàng rẻ các bác, hàng sinh viên. Sinh viên. Cho người chơi đại chúng. Hay quá. À cất đấy à? Cất đấy đi chơi tiếp, chưa mang về. Còn khi nào lấy tiếp? À, anh à? Đi lang thang đấy. Em mua nhiều lắm mà, em hay mua lắm rồi. Nhà chắc nhiều lắm rồi. Để đầy sân. Quên. Giờ này bác lên nhiều hạt gạo quá nhỉ? Nhiều gạo. Cái này thì bao nhiêu bác? Con này 2 triệu. 2 triệu. Đấy. Êm ái, những loại này chắc ít hơn một tí. Cái này 1,5 triệu. 2 triệu này. Rất cổ thụ. Cây rất cây, rất cổ thụ. Già. Già nứt thân như này. Cái dáng cây nó đã thế rồi. Đẹp. Dáng tự nhiên mà. Ngày xưa mà vớ được cây hạt gạo này mê lắm. Không có.
bây giờ phổ biến hơn rồi thì nó rẻ rẻ chút. Nói chung vớt dòng này vẫn là hiếm, vâng, không phải nhiều, không có đâu nhiều. Đúng rồi. Đấy, cây này đẹp này. Bế thôi. Bế thôi. Bốc máy và alo cho xeo số gì nhỉ? 0988 0988 207 207 376 376. Đấy, mấy trăm nghìn cây thôi. Cho đến vài triệu một cây. Rất nhiều. Đấy, để sang phục vụ cương đấy. Ok.